tiếng dô khoan nhớ tình sông mã chứ nói rằng mình là người quê thanh có dòng sông chu soi ánh mắt long lành về đồng xuân lê chúng đồng táo thức ăn cơm bằng đèn mà đi cây sáng trăng điệu hoa quê ta lồng gió bốn phương yêu sao sông nước luống về xuôi thác gành đưa bè chuông đóng đông lòng người lời thương lời yêu mãi xanh tươi dáng cánh tay ôm bao là biển khơi thanh hoa yêu sao quê mình thanh hóa vang mãi sao ngọc trào trên khu dưới anh cờ đó thắm trời thu cùng cầu hàm rồng Đứng mãi với thiên thu nay này đã về tay càng ngâm càng say quê hương thanh hóa mình đây thời hóa yêu sao quê mình thanh hóa vang mai sao mọc trào chiến khu dưới ánh cơ đó thăm trời thu cùng câu hàm sầu đừng mai với thiên thu xưa tương lai này đã về tay càng ngắm càng say quê hương thanh hóa mình đây Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025 thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Nghi Sơn. Ban Thường vụ thị ủy Nghi Sơn quan tâm phát triển đảng viên người công giáo. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc đạt ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, Mai Sĩ Lân ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí ủy viên ủy ban nhân dân thị xã, trưởng các phòng ban đội trung tâm thuộc ủy ban nhân dân thị xã, thủ trưởng các đơn vị, tri cục thống kê thị xã, tri cục thuế, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban đơn vị phụ trách từng lĩnh vực đã báo cáo kết quả đạt được trong năm 2024. Năm 2024, trước những tác động của suy giảm kinh tế chung, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo các phòng ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã phường bám sát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thị ủy, hội đồng nhân dân thị xã và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tập trung tham mưu thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý của các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Các hoạt động sản xuất kinh doanh ở hầu hết các ngành lĩnh vực đều đạt kết quả khá, nhiều nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách cả năm dự kiến vượt 137% kế hoạch dự toán tỉnh giao. Công tác quy hoạch quản lý quy hoạch đạt kết quả tốt. Công tác giải bản lồng bè nuôi trồng thủy sản tự phát đã được triển khai theo kế hoạch và huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác giải phóng mặt bằng đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, các dự án đầu tư được tập trung lãnh đạo chỉ đạo, các khó khăn vướng mắc được tháo gỡ. Một số dự án trọng điểm của thị xã đạt kết quả bước đầu, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, giải quyết các nhiệm vụ theo kế hoạch kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh, đảm bảo duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã giao các phòng, ban ngành tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện lại báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thị xã thông qua trước khi trình ban thường vụ thị ủy. Đánh giá những kết quả đạt được năm 2024, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khẳng định: Đó là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, kịp thời, sáng tạo của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Về những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đồng chí yêu cầu các phòng ban, ngành liên quan cần chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại hạn chế. Để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu trong năm 2025, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các phòng ban đội trung tâm và các đơn vị củng cố xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với tinh thần, không điều chỉnh giảm các mục tiêu chỉ tiêu mà phải phân đấu hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất chú trọng bám sát phân tích đúng tình hình thực tiễn, phản ứng linh hoạt, giải quyết kịp thời rứt điểm những khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn, những vấn đề phức tạp phát sinh không để kéo dài, phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện và rõ sản phẩm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban đội và các xã phường, siết chặt kỷ luật kỳ cương hành chính, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra giám sát, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các tổ chức cá nhân kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm khuyết điểm, đồng thời bố trí sắp xếp lại, thay thế cán bộ công chức yếu kém, thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ để phù hợp với yêu cầu phát triển, kinh tế, xã hội của thị xã. Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết số 1238, NQUBTVQH15 ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025 tại thị xã Nghi Sơn thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Nghi Sơn như sau. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 1,73 km vuông của phường Tĩnh Hải và một phần diện tích tự nhiên là 3,23 km vuông của xã Hải Yến để nhập vào phường Mai Lâm, sau khi điều chỉnh, phường Mai Lâm có diện tích tự nhiên là 22,76 km vuông và quy mô dân số là 10.020 người. Phường Mai Lâm giáp các phường Hải Thượng, Tĩnh Hải, Trúc Lâm và các xã Tân Trường, Trường Lâm, Tùng Lâm và Biển Đông. Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 0,45 km vuông, quy mô dân số là 795 người của xã Hải Yến để nhập vào phường Tĩnh Hải. Sau khi điều chỉnh, phường Tĩnh Hải có diện tích tự nhiên là 5,44 km vuông, và quy mô dân số là 8.784 người. Phường Tĩnh Hải, giáp các phường Hải Bình, Mai Lâm, Trúc Lâm và Biển Đông. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,12 km vuông sau khi điều chỉnh theo quy định tại điểm A và điểm B khoản này. Quy mô dân số là 55 người của xã Hải Yến vào phường Hải Thượng. Sau khi nhập, phường Hải Thượng có diện tích tự nhiên là 27,32 km vuông và quy mô dân số là 11.681 người. Phường Hải Thượng giáp phường Mai Lâm, các xã Hải Hà, Nghi Sơn, Trường Lâm, tỉnh Nghệ An và Biển Đông. Nhập toàn bộ quy mô dân số là 4.471 người của xã Hải Yến sau khi điều chỉnh theo quy định tại điểm B và điểm C khoản này vào phường Nguyên Bình. Sau khi nhập, phường Nguyên Bình có diện tích tự nhiên là 33,25 km2 và quy mô dân số là 16.310 người. Phường Nguyên Bình giáp các phường Bình Minh, Hải Hòa, Trúc Lâm, Xuân Lâm và các xã Định Hải, Hải Nhân, Phú Lâm, Phú Sơn. Sau khi sắp xếp, thị xã Nghi Sơn có 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 phường và 14 xã. Để thực hiện nghị quyết số 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành kế hoạch số 395 ngày 20 tháng 11 năm 2024, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Nghi Sơn theo nghị quyết số 1238 ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025. Ủy ban nhân dân thị xã đã giao nhiệm vụ thời gian thực hiện cụ thể để thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó đối với việc bố trí sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự, giải quyết chế độ chính sách tại các xã phường, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính do các phường Tĩnh Hải, Mai Lâm, Hải Thượng chỉ tiếp nhận một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Hải Yến, không tiếp nhận bộ máy, tổ chức nên không phải thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ công chức. Đối với việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Đảng ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc các đoàn thể của xã Hải Yến và phường Nguyên Bình thực hiện theo quy định của điều lệ Đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, hướng dẫn số 02 ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các quy định hướng dẫn chỉ đạo của Ban Thường vụ thị ủy. Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của xã Hải Yến và phường Nguyên Bình thực hiện theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Nghị quyết số 35-2023 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Đối với việc chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan tổ chức và công dân, Ủy ban Nhân dân phường Nguyên Bình, Tĩnh Hải, Mai Lâm, Hải Thượng phối hợp với cơ quan công an tư pháp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân ngay tại địa phương và không thu lệ phí khi cấp đổi giấy khai sinh và các loại giấy tờ khác khi tổ chức doanh nghiệp nhân dân đề nghị. Việc thực hiện chế độ chính sách theo các chương trình mục tiêu quốc gia, chuẩn quốc gia về y tế, công nhận cấp xã phường được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thực hiện theo nghị quyết số 35/2023 ngày 12 tháng 7 năm 2023, Bộ Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các văn bản khác của các bộ ngành có liên quan. Thực hiện sau khi có hướng dẫn của các sở ngành cấp tỉnh, thời gian thực hiện hoàn thành chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Các xã phường sau sắp xếp chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025, không làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Việc thực hiện công tác bàn giao tiếp nhận nguyên trạng một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan của các cơ quan đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện sắp xếp về đơn vị hành chính mới, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ thiết thực hiệu quả tiết kiệm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Sắp xếp sắp nhập các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ thành đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Ngày 25 tháng 11, Bộ Y tế thông tin vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi. Theo thống kê của các đơn vị gửi về, đã có hơn 961.793 trẻ được tiêm vaccine phòng chống dịch sởi trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2024 tại 31 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, vẫn còn một số tỉnh, thành phố triển khai chiến dịch chưa đảm bảo tiến độ. Thực hiện công văn số 116 ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi Giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, thường xuyên đánh giá nguy cơ dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để xử lý chuyện để ổ dịch, không để dịch lây lan bùng phát, thực hiện tốt việc thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Các cơ sở y tế tăng cường tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, điều trị tại các tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn không để lây nhiễm chéo và xảy ra các ổ dịch sởi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt, các đơn vị có liên quan khẩn trương giả soát đối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng bệnh sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là các vùng có nguy cơ bùng phát bệnh sởi hoặc nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp, vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, dân tộc ít người đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2024, theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 2495. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sởi và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Các cơ quan có liên quan tại các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục nhất là các trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ triển khai các hoạt động phòng chống dịch sởi. Theo dõi hàng ngày tình hình sức khỏe toàn bộ học sinh, giáo viên, cán bộ, công nhân viên, phát hiện kịp thời những trường hợp mắc bệnh và thông báo cho cơ sở y tế. Với mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm cho ngư dân về khai thác thủy sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam vùng biển quốc tế. Thời gian qua, đồn biên phòng Hải Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác đánh bắt thủy sản trên địa bàn đơn vị phụ trách. Thiếu tá Hoàng Ngọc Trung, chính trị viên đồn biên phòng Hải Hòa cho biết, đơn vị có nhiệm vụ quản lý 23,5 km bờ biển thuộc địa bàn 9 phường của thị xã Nghi Sơn với 1.507 phương tiện tàu thuyền, trong đó có 555 phương tiện có chiều dài từ 15 m trở lên. 241 phương tiện có chiều dài từ 6 m đến dưới 12 m. 711 phương tiện có chiều dài dưới 6 m. Hai cửa lạch là cửa lạch ghép và lạch bạn. Tại hai cửa lạch, thường xuyên có nhiều tàu thuyền của ngư dân thị xã Nghi Sơn và các địa phương lân cận ra vào neo đậu, tránh trú bão, trao đổi các dịch vụ hậu cần nghề cá. Với đường biên giới biển dài, số lượng phương tiện lớn, hoạt động ở nhiều ngành nghề trên biển thuộc khu vực tuần tra kiểm soát của đơn vị, bám sát kế hoạch số 2351 của bộ chỉ huy, bộ đội biên phòng tỉnh về cao điểm đấu tranh chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hải Hòa đã chú trọng tuần tra kết hợp tuyên truyền tới ngư dân các quy định về khai thác, đánh bắt thủy sản với phương châm biết về phương tiện, biết chủ phương tiện, biết thuyền trưởng, biết ngành nghề hoạt động và biết kênh thông tin liên lạc Cùng với xây dựng chuyên mục tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh của thị xã Hàng Tuần, năm 2024, đồn biên phòng Hải Hòa đã phối hợp với phòng văn hóa thông tin và các phường ven biển của thị xã Nghi Sơn tổ chức tuyên truyền được 9 buổi cho 620 lượt chủ phương tiện tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào luật biển Việt Nam, luật thủy sản, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến IUU và các quy định khi hành nghề trên biển. Đó còn là luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi của Trung Quốc để ngư dân có biện pháp phòng tránh vi phạm. Quyết định số 78 ngày 16 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt về kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định đến năm 2025. Chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đồng thời thường xuyên phổ biến, hướng dẫn cho ngư dân nắm chắc các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, vùng đánh cá truyền thống, vùng biển cần chú ý khi đánh bắt và vùng biển không được đánh bắt. Đồng thời vận động khuyến khích ngư dân khai thác ở vùng biển quần đảo Trường Sa để được hưởng các lợi ích như dịch vụ hậu cần, kỹ thuật cứu hộ cứu nạn, khu neo đậu, khu tránh trú. Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã tổ chức trao 1.000 lá cờ tổ quốc và ảnh Bắc Hồ cho ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo, phát hơn 9.000 tờ rơi vận động chống khai thác IUU, ngăn chặn tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định cho ngư dân và chủ phương tiện, trao tặng 40 xuất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Song song với công tác tuyên truyền, đối biên phòng Hải Hòa còn chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống IUU, giao nhiệm vụ trực tiếp cho các trạm kiểm soát, các tổ đội tổ chức thực hiện kiểm tra kiểm soát, kiên quyết không để tàu thuyền không đủ điều kiện khai thác thủy sản xuất bến. Năm 2024, đơn vị đã tổ chức tuần tra được 69 lượt với 207 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, kiểm soát tại hai cửa lạch, được 2.416 lượt phương tiện với 15.742 lượt lao động. Qua tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm hành chính 34 vụ với 34 đối tượng, ra quyết định xử phạt 33 vụ. 33 đối tượng nộp kho bạc nhà nước 169,9 triệu đồng. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng một vụ với một đối tượng. Các lỗi vi phạm mà tàu cá của ngư dân thường mắc phải như tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp lắp đặt, không viết số đăng ký tàu cá theo quy định, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hết hạn, không treo quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định, không mua bảo hiểm cho thuyền viên, làm việc trên tàu cá, tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản, không đánh dấu nhận biết tàu cá trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài, lớn nhất từ 15m đến dưới 24m và từ 24m trở lên. Ngoài ra, hàng tháng đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giả soát thống kê số lượng tàu thuyền lao động trên địa bàn hoạt động khai thác trên biển Nhóm có nguy cơ cao vi phạm IUU để quản lý sàn đè, nhắc nhở cũng như trao đổi thông báo và phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan để theo dõi giám sát kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Thời gian tới, đội biên phòng hải hòa tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho cán bộ và ngư dân các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến IUU và các quy định khi hành nghề trên biển. Đặc biệt là các phương tiện có nguy cơ vi phạm IUU, vi phạm vùng biển nước ngoài, qua đó góp phần động viên ngư dân vươn khơi bám biển, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm đánh bắt an toàn, đánh bắt đúng quy định, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Là địa phương có đông đồng bào công giáo, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cùng với quan tâm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Ban Thường vụ thị ủy Nghi Sơn cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ chi bộ trên địa bàn thị xã quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên là người theo đạo công giáo. Chi bộ phố Yên Châu, phường Hải Châu có 10 đảng viên là người Công giáo. Trước năm 2020, việc tìm nguồn phát triển đảng viên luôn là bài toán khó giải. Nhiều năm liền chi bộ không kết nạp được đảng viên mới lý do được tri bộ phố yên châu đưa ra là phần lớn thanh niên người trẻ tuổi đều học tập đi làm ăn xa còn bộ phận thanh niên công giáo ở nhà chỉ lo làm ăn kinh tế không tha thiết vào đảng để tìm nguồn kết nạp đảng viên mới luôn là vấn đề nóng được đưa ra tại các buổi sinh hoạt tri bộ sau nhiều lần họp bàn tri ủy và các đảng viên trong tri bộ phố yên châu đã tìm ra giải pháp là giao nhiệm vụ cho mỗi đảng viên là người công giáo tích cực tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho con em trong dòng họ hiểu ý nghĩa vai trò của tổ chức đảng. Từ đó lựa chọn quần chúng ưu tú là người công giáo có thành tích, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực hoạt động các phong trào trong các tổ chức hội, đoàn thể để giới thiệu, bồi dưỡng, cử đi học các lớp nhận thức về đảng và xem xét kết nạp vào đảng khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tri bộ phố Yên Châu đã kết nạp được hai đảng viên mới là người công giáo. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 9 giáo sứ, với khoảng 22.000 đồng bào công giáo đang sinh sống tại 15 trên 31 xã phường. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong đồng bào công giáo, những năm gần đây, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, tri bộ, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, tích cực chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, các chức sắc, tôn giáo và quần chúng nhân dân về đường lối, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của đảng, nhà nước và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong tôn giáo. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng, tri bộ có đảng viên, đồng bào công giáo, tổ chức phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín, theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú là người, theo đạo công giáo, tích cực rèn luyện, thử thách, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của đảng. Song song với đó, thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào, người công giáo kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu. Hàng năm, các cấp ủy đảng và các đoàn thể chính trị xã hội phát hiện lựa chọn quần chúng ưu tú là người công giáo thuộc đối tượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân có đủ tiêu chuẩn đề cử đi học bồi dưỡng nhận thức về đảng. Trong 4 năm gần đây, Đảng Bộ Thị xã Nghi Sơn đã kết nạp được gần 40 đảng viên là người công giáo. Thông qua việc phát triển đảng viên mới là người công giáo, đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào công giáo. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với đồng bào công giáo. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống của quê hương Nghi Sơn anh hùng. Trong những năm qua, thanh niên thị xã Nghi Sơn đã nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, hăng hái lên đường nhập ngũ, rèn luyện ý chí quyết tâm của tuổi trẻ, không ngại khó, không ngại khổ, công hiến sức trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2025, thị xã Nghi Sơn được tỉnh giao tuyển chọn và gọi 221 công dân nam lên đường nhập ngũ. Trong đó, nhập ngũ vào các đơn vị quân đội là 195 công dân, nhập ngũ vào các đơn vị công an là 26 công dân. Để thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong công tác tuyển quân. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn các nội dung của luật nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú đều phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mỗi địa phương gia đình cần động viên khuyến khích con em mình tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi theo quy định. Một lớn tiêu chuẩn tuyển quân một Tuổi đời Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học, đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 2. Tiêu chuẩn chính trị. A. Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. B. Đối với các cơ quan đơn vị có vị trí trọng yếu, cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. 3 tiêu chuẩn sức khỏe, tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại thông tư 105-2023 ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng, quy định tiêu chuẩn sức khỏe trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đối với các cơ quan đơn vị quy định tại điểm B khoản 2 điều này, thực hiện tuyển chọn, bảo đảm, tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng, không gọi nhập ngũ vào quân đội, những công dân có sức khỏe loại 3, có tật khúc xạ về mắt, cận thị 1,5, đi ốp trở lên – nghiện ma túy, nhiễm HIVS. 4. Tiêu chuẩn văn hóa. Tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp, chú trọng tuyển chọn những công dân có trình độ đại học cao đẳng, có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội. Những địa phương có điều kiện khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét, quyết định, được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7, các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo quy định của pháp luật. Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. Hai lớn, trường hợp tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ. Một, tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng Khám Sức Khỏe Nghĩa vụ Quân sự, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai, tai nạn, dịch bệnh nguy hiểm được ủy ban nhân dân xã phường thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh người nhiễm chất độc da cam, suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%, có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ trong quân đội và công an nhân dân, người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ công chức viên chức thanh niên sung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tái cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục đại học trình độ cao đẳng hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. Cán bộ công chức viên chức thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên, công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định. Ba lớn, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 4, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ được hưởng những quyền lợi sau: được nghỉ phép hàng năm, hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi được nghỉ phép hàng năm thời gian nghỉ là 10 ngày, không kể ngày đi và về. Trường hợp đã được nghỉ phép năm, theo chế độ nếu gia đình gặp thiên tai hỏa hoạn nặng hoặc người thân từ trần mất tích hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày, không kể ngày đi và về, được thanh toán tiền tàu xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành, căn cứ pháp lý điều 3, Nghị định 27-2016-NDCP không mất phí chuyển bưu phẩm chuyển tiền. Theo Điều 5 Nghị định 27-2016 NDCP, Hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện, được cấp 4 tem thư trên một tháng, khi tham gia tuyển sinh quân sự được cộng điểm ưu tiên. Trước khi nhập ngũ, là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên, nếu vay tiền từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian nhập ngũ chế độ đối với người nhà, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, nhà ở gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai, dẫn đến sập hư hỏng, được trợ cấp 3 triệu đồng trên một suất trên lần. Thân nhân bị ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng trên một thân nhân trên một lần. Thân nhân từ trần mất tích được trợ cấp 2 triệu đồng trên người, con đẻ, con nuôi hợp pháp được miễn giảm học phí, căn cứ pháp lý điều 6 Nghị định 27-2016. NDCP. 2. Quyền lợi của quân nhân khi xuất ngũ. Quân nhân khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp, xuất ngũ một lần. Cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội được trợ cấp 2 tháng tiền lương cơ sở. Trợ cấp tạo việc làm, mức trợ cấp bằng 6 tháng tiền lương cơ sở. Tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi là 50.000 đồng trên người, được tiễn và đưa về địa phương cư trú, hoặc cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường. Được tiếp nhận vào học tại các trường đang học trước khi nhập ngũ, trường hợp có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả và được tiếp nhận vào học ở các trường đó sau khi xuất ngũ được trở lại làm việc tại nơi trước khi nhập ngũ đang làm trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội sau khi xuất ngũ được tiếp nhận lại bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ nếu cơ quan này bị giải thể thì cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp phải bố trí việc làm phù hợp đối với trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại tổ chức kinh tế sau khi xuất ngũ được tiếp nhận lại bố trí việc làm và đảm bảo tiền lương tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương tiền công trước khi nhập ngũ nếu tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động giải thể phá sản thì được giải quyết chế độ chính sách như người lao động của tổ chức kinh tế đó nếu cơ quan tổ chức không tiếp nhận bố trí việc làm lại cho người xuất ngũ thì sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, đồng thời buộc phải tiếp nhận người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc, học tập, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng là 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội. Lưu ý thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Được chính quyền các cấp cơ quan tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm, được cộng điểm trong tuyển dụng công chức Cụ thể, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển, được ưu tiên trong xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức. Cụ thể, nếu có từ hai người trở lên có kết quả thi bằng nhau tại các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, thì người hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được ưu tiên tuyển dụng trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo được hỗ trợ đào tạo nghề mức chi hỗ trợ đào tạo nghề theo điều 10 thông tư 152/2016 TTBTC mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng trên người trên ngày thực học mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng trên người trên một khóa học nếu địa điểm đào tạo xa nơi cư trú từ 15 km trở lên được miễn giảm học phí được vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp cao đẳng đối với người có hoàn cảnh khó khăn bốn lớn Xử lý vi phạm trong trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Điều 59 Luật nghĩa vụ quân sự quy định, tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, việc không đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đã có lệnh gọi, không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng được coi là hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tùy theo tính chất mức độ người vi phạm, có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, Biên tập, Văn Tuấn, Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.